Xin liệu anh em, đây là cái quả thép của hàng tiệm 9 ký đời cũ nha. Đời cũ thì nó sẽ là dấu trắng. Cái 25 ly nha, đây quả thép. Rồi, thì anh em xài lá gió mình á, nó ba loại lá gió. Nhất là gió nội. Nội là cái sao nó không có số nè, nhựa đục nha, nhìn rất là xấu. Cái quyền này nhìn nó đục, đục ngầu à. Thấy không? Không có số. Còn cái này là gió nó zin nè, nhập zin nè. Nhập zin em lấy ra cho anh em coi nha. Nhập zin thì sao? Anh em nhìn lên á, nó có cái số. Thì có cái số. Nè, anh em nhìn thấy cái số 4 này không? Số 7 chứ. Không, số 2, số 2. Rồi, anh em nhìn chất liệu nhựa nè. Nha, nhựa nó trắng, trắng trong. Thì nhìn quanh lá gió nè, nó trong khe luôn. Thấy không? Nhìn xuyên vào trong được luôn. Thấy không? Trong khe nè. Còn cái thằng nội nè, thằng chợ nè. Nhìn rất là đục. Thấy không? Trắng mà đục và xấu nè. Không có số nha. Đó, mình phân biệt lá gió gì. Zin thì kính nó to hơn nội xíu. Nội thì nó chỉ có 49 thôi, mà zin này tới 25 ly mốt rồi nha. Còn em mà xài nó bỏ cái lỏng á thì mình, nếu mà xài này thì bỏ vô lỏng á, bắn ở bên bắn mình sẽ có quyền mạnh hơn yếu á, là chứng tỏ nó bị lọt hơi đó nha. Nó lọt hơi bắn không không có chuẩn được. Bắn 10 viên là lực nó như nhau mới mạnh. Thì nó bị lỏng thì anh em xài lấy cho độ silicon lên. Silicon độ theo yêu cầu được. Những cái lòng mình mòn này mình xài 25 ly 3, 25 ly 2. 53, 54, 55, tăng cost lên được hết nha. Đó là mình tại giờ đóng với mình xài thôi. Đầu là silicon nha, thằng này ngon, rất là ngon. Cái này là silicon chịu dầu, lực nó ổn định mà nó bắn êm, không kêu to như mấy này. Đó. Rồi, anh em cần alo số điện thoại này nha. Cần số này mình tư vấn cho.